Hoan hỷ chào đón quý mắc anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu sang và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban tập chương trình gửi tới quý bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động cuộc đời tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, từ nay tới Tết 2024 âm lịch, ghi nhớ 3 điều này để được trời Phật hộ giá, tránh mọi tai ương, vượt qua kiếp nạn, tài lộc ùn ùn kéo về nhà, tiền tỷ cầm tay, tha hồ tiêu Tết. Minh Đường Tử Vi rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay, kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, vạn sự như ý, tài lộc hanh thông. Quý vị tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971 thân mến, trong cuộc sống, không phải ai cũng gặp được nhiều điều may mắn và có cơ hội để thay đổi cuộc đời mình. Có những người mang số mệnh sinh ra đã cực khổ, vất vả, nhưng mãi không phất lên được, vậy liệu đây phải là do họ hay phải chăng là chưa biết nắm bắt thời cơ đến với mình? Trong chuyên mục tử vi ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng luận giải về tử vi cuối năm 2023 âm lịch của con giáp Tân Hợi, sinh năm 1971 phải trải qua những gì, cơ hội và vận may nào sẽ đến với con giáp này, bạn cần phải chuẩn bị và làm những gì để có cơ hội đổi đời, giàu sang phú quý, lấy lại những gì xứng đáng thuộc về mình sau bao năm tháng vất vả, cố gắng nỗ lực. Tất cả những điều này sẽ được Minh Đường Tử Vi luận giải chi tiết trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng theo dõi thật chi tiết những điều bất ngờ của video ngay sau đây nhé. Chấn động cuộc đời tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, từ nay tới Tết 2024 âm lịch, ghi nhớ 3 điều này để được trời Phật hộ giá, tránh mọi tai ương, vượt qua kiếp nạn, tài lộc ùn ùn kéo về nhà, tiền tỷ cầm tay, tha hồ tiêu Tết. Kính thưa quý vị, tính cách tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 là những người thật thà, ngay thẳng và rất tốt bụng. Trời sinh những người tuổi Tân Hợi được Phật Di Lặc ban trí tuệ, Phật A Di Đà Như Lai bảo hộ, Phật Thích Ca Mâu Ni ban phúc. Đây là những người mang tính cách cẩn thận, sống biết lo toan, suy nghĩ chu toàn trong mọi việc. Bên cạnh đó, họ còn rất thông minh, có nhiều tài nghệ, lại chăm chỉ và chịu khó siêng năng làm lụng. Nếu được sinh vào giờ tốt thì trung niên đã có nhà cửa khang trang, gia đạo ấm êm hạnh phúc. Vẻ bề ngoài của tuổi Tân Hợi lúc nào cũng thanh thản, nhàn nhã, dường như không bao giờ vướng bận, buồn phiền bất kỳ điều gì. Nhưng họ hoàn toàn không phải là những kẻ lười biếng, chỉ biết hưởng thụ, mà đơn giản tuổi Tân Hợi luôn biết cách cân bằng, điều hòa cuộc sống của chính mình. Dù gặp phải những khó khăn trong cuộc sống, họ cũng không bao giờ la hét, làm ầm lên cho người khác biết, cũng không ỷ lại dựa dẫm vào ai. Những người này âm thầm giải quyết vấn đề của mình với sự ung dung quả quyết. Tuổi Tân Hợi là những người giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người. Họ sống tự do thoải mái và phóng khoáng. Bởi vậy tuổi Tân Hợi được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng. Nhờ vào tài năng và sự chăm chỉ của mình, những người này sớm xây dựng được một sự nghiệp vững chắc ổn định. Bước sang năm 2023, tuổi Tân Hợi gặp vận niên, kê giáp viên, tức là gà được thả trong vườn, nơi có nhiều nguồn thức ăn, lại có thêm địa chi hợi gặp mão, là tam hợp, rất tốt. Vậy nên vận trình trong năm tiến triển thuận lợi, tài lộc đủ đầy no ấm, cơm lành canh ngọt, càng về cuối năm càng thuận lợi hơn. Đặc biệt trong năm nay tài lộc của tuổi Tân Hợi rất hanh thông, dấu hiệu dễ nhận thấy nhất là cảm giác kiếm tiền dễ dàng hơn, không còn quá trúc trắc, vất vả như trước. Đương số mưu sự dễ thành, dù quá trình làm có thể gặp đôi chút trở ngại, nhưng kết quả cuối cùng vẫn thỏa nguyện thu về lợi nhuận tốt, vừa được tam hợp phù trợ. Lại có thiên tài chủ về các nguồn thu phụ, mang tới lộc trời ban, ngoài nguồn thu nhập chính từ công việc hiện tại được tốt, có thêm một vài nguồn thu phụ khác. Việc đầu tư vào bất động sản, kinh doanh nhà ở, gửi tiết kiệm cũng mang tới nguồn tiền thụ động ổn định, chất lượng cuộc sống vì thế được cải thiện, chi tiêu dư giả hơn trước. Nhìn chung, một năm nhiều may mắn, người còn đi làm có thu nhập tốt, các mức thưởng, lương cũng được tăng lên, người làm ăn kinh doanh cũng có túi tiền rủng rỉnh, thỏa sức tiêu xài, một năm bội thu về tài lộc, giúp bạn và gia đình có cuộc sống sung túc đủ đầy, tình cảm cũng được tăng lên rất nhiều. Đặc biệt,
Theo lá số tử vi tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 là con giáp vô cùng may mắn trong giai đoạn từ nay tới Tết 2024 âm lịch. Đây được dự báo là thời điểm vàng để con giáp này làm ăn trúng lớn tiền tỷ về tay, không những đổi đời giàu có mà còn có của cải dư giả, an nhàn hưởng phúc đến tận cuối đời. Đầu tiên, xem tử vi sự nghiệp. Tử vi cho thấy thời điểm từ nay tới Tết 2024 âm lịch sẽ là khoảng thời gian ngập tràn may mắn và nhiều bất ngờ vỡ òa, đang chờ đón bản mệnh khi được cả thái tuế, nguyệt lệnh và nhiều các tinh hậu thuẫn. Bước vào thời điểm cuối năm, bản mệnh có tinh thần làm việc hăng hái, phấn khởi tiến về phía trước, cùng với đó là sự miệt mài, cống hiến hết sức mình với công việc, nên là kết quả mà con giáp này đạt được còn hơn cả ngoài mong đợi. Công việc trôi chảy, tiến hành việc lớn nhỏ gì đều có thu hoạch, bạn làm đâu thắng đó, việc gì bạn động tay vào cũng ổn thỏa và xong xuôi trọn vẹn, có thể đây là lúc bạn trổ tài đề xuất những ý tưởng sáng tạo của mình, chắc chắn rằng sẽ nhận được sự tán dương đồng tình từ sếp và đồng nghiệp, mối quan hệ tốt đẹp với mọi người, sẽ tạo nên những sự trợ giúp vô cùng đắc lực trong những dự án bạn đảm nhận. Công danh sự nghiệp đang trên đà tăng tiến mạnh mẽ, càng thôi thúc tạo động lực cho bạn tạo ra thật nhiều sự bứt phá trong những dự định sắp tới, hãy mạnh dạn theo đuổi vì có những quý nhân hỗ trợ. Cộng với sự có tâm và có tầm của bạn trong công việc sẽ giúp bạn đạt được thành tích cao, hứa hẹn những cơ hội thăng tiến rõ rệt, thu nhập nhờ thế cũng sớm được cải thiện. Với người làm ăn buôn bán, kinh doanh, cũng có đại lộc đổ về tới tấp, hàng hóa bán đắt như tôm tươi. Nhìn chung, thời điểm cuối năm 2023 này sẽ là bước đệm vững chắc cho Tân Hợi bứt phá, làm giàu nhanh chóng mặt. Đây cũng là khoảnh khắc Tân Hợi thấy bận rộn, nhưng chắc chắn bạn sẽ thấy khoảng thời gian này là vô cùng ý nghĩa, bởi tất cả những gì bạn bỏ ra là hoàn toàn xứng đáng. Bên cạnh đó, trong thời gian này, có dịch mã động tinh xuất hiện, mang theo sự hăng hái, nhưng cũng là điềm báo sự bôn ba, tất bật. Tất nhiên thành công phải đổi bằng mồ hôi công sức, nhưng cuối cùng bạn cũng là người được cười trên chiến thắng, khi các công việc đến cuối tháng đều thành công xuất sắc. Nhìn chung, thời điểm cuối năm này sẽ là khoảng thời gian tuyệt vời nhất về phương diện sự nghiệp, bản mệnh dám nghĩ, dám làm, xông xáo quyết liệt trong công việc, đưa ra nhiều ý tưởng sáng tạo độc đáo và đang trên đường hiện thực hóa nó. Nếu may mắn, rất có thể ngay trong thời điểm cuối năm này, bạn sẽ đón tin vui về thăng chức, tăng lương, đón một năm mới càng thêm ý nghĩa. Về phương diện tài lộc, xem từ tuổi Tân Hợi cuối năm 2023, tài lộc của bản mệnh có những bước phát triển đáng mừng, bạn có thể thu được những khoản lợi nhuận lớn mà chính bạn cũng không ngờ tới. Vì thế dù có vất vả cũng hãy không ngừng cố gắng, rồi bạn sẽ được đền đáp xứng đáng thôi. Nhờ có quý nhân tam hội giúp đỡ, bạn tiếp xúc được với nhiều khách hàng, đối tác có triển vọng, đôi bên hợp tác tốt đẹp, nên lợi nhuận tăng gấp nhiều lần. Cũng không phải là điều khó tưởng tượng, bạn hãy luôn giữ gìn mối quan hệ này nhé, bởi trong tương lai họ sẽ giúp đỡ bạn phát triển nhiều hơn nữa đó. Vận trình tài lộc của bạn đang tiếp tục tiến bước đi lên mà không có dấu hiệu chững lại trong thời điểm này. Đây là tin đáng mừng cho Tân Hợi khi nhiều cơ hội phát tài, phát lộc xuất hiện trước mặt bạn, thời cơ đã đến, hãy nắm bắt tốt để hái tiền về tay quý vị nhé. Không những giúp bạn biến ước mơ trở thành hiện thực mà làm tốt ở giai đoạn này, ra Tết bạn sẽ có sẵn nền tảng để phát triển mạnh hơn nữa. Với người làm công ăn lương, bạn hoàn thành tốt công việc và các dự án quan trọng nên đây có thể là lúc bạn được chia lời phần trăm lợi nhuận của những dự án mà bạn đóng góp. Ngoài ra, cuối năm cũng là lúc các khoản tiền lương, thưởng nóng, thưởng Tết hậu hĩnh đổ về túi của bạn. Với người làm kinh doanh thì kiếm về bộn tiền khi các dự án đầu tư trước đó, nay thu về lợi nhuận cao ngút ngàn, càng những thời điểm cuối năm, nhu cầu mua sắm đi lại càng nhiều. Điều này vô hình chung cũng mang tới cho bạn nhiều cơ hội làm ăn thuận lợi, nhất là những người đang làm trong lĩnh vực liên quan đến hàng gia dụng, thực phẩm, dịch vụ vận chuyển, vận tải, càng có nhiều cơ hội thu lời lớn, tiền thu về không ít, nhưng chi tiêu trong thời gian này cũng có dấu hiệu tăng lên khá rõ. Cho các mục đích mua sắm cá nhân để chuẩn bị cho Tết cổ truyền, điều này đòi hỏi bản mệnh phải chú ý cân đối thu chi để tránh lãng phí quý vị nhé. Về phương diện sức khỏe, bước vào thời điểm cuối cùng của năm Quý Mão, sức khỏe của tuổi Tân Hợi cũng được dự báo không gặp vấn đề nào đáng ngại, thể trạng của con giáp này khá sung mãn. Khi vận khí đang đi lên, nếu bản mệnh vẫn giữ được thói quen sinh hoạt khoa học, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, thì có thể hoàn toàn yên tâm về sức khỏe của mình. Tuy nhiên, thời gian này sẽ có thêm nhiều buổi liên hoan, tiệc tùng, xã giao, nên khó tránh tình trạng tiêu hóa kém, đầy bụng, bạn nên chú ý cân bằng dinh dưỡng, có như vậy sức khỏe mới đảm bảo ổn định. Dịch mã động tinh cũng là điềm báo dịch chuyển khá nhiều, bạn cũng nên chú ý vấn đề an toàn khi đi lại.
Đã uống rượu bia thì tuyệt đối không điều khiển phương tiện giao thông, để đảm bảo đón một cái Tết an vui quý vị nhé. Về phương diện tình cảm gia đạo, thêm một phương diện bừng sáng trong thời điểm cuối năm 2023 của Tân Hợi, đó chính là về tình cảm. Nguyệt lệnh lâm đế vượng như thổi nguồn sinh khí an lành, khơi dậy những cảm xúc ngọt ngào bên trong bản mệnh. Với người độc thân, bạn tự tin thể hiện cá tính của mình, nên đi đến đâu cũng trở nên nổi bật. Bạn thu hút mọi người xung quanh bởi lối hành xử duyên dáng, cũng như tính cách hài hước nhưng không kém phần tinh tế của mình. Nếu phải lòng ai đó, bản mệnh hãy tìm cách kéo gần mối quan hệ với đối phương. Chỉ cần bạn chân thành thì không lo đối phương không rung động. Ngược lại, nếu được ai đó bày tỏ sự quan tâm, bạn cũng nên thử cân nhắc và dành cho đối phương cơ hội. Với người đã có gia đình, bạn biết trân trọng hạnh phúc mình đang có, nên luôn ân cần chăm sóc nửa kia, đối phương ắt hẳn cũng sẽ cảm nhận được và dành cho bạn một tình cảm tương tự. Tuy nhiên, vì quá nổi bật nên bạn không tránh khỏi những đối tượng đeo bám. Hãy luôn giữ khoảng cách thích hợp với mọi người xung quanh, tránh mập mờ gây ra những hiểu lầm không đáng có. Tiếp theo sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tháng và cẩm nang vượng vận của tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971. 1. Tử vi tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, từ nay tới cuối tháng 11 âm lịch. Nhìn chung, nếu người tuổi Tân Hợi phải tự lực trong tháng này thì khó khăn xuất hiện rất nhiều để cản đường bạn. Đặc biệt là nửa cuối tháng có thể xuống dốc nghiêm trọng, tài lộc cũng chịu sự ảnh hưởng, lúc này bạn phải giữ tinh thần lạc quan mới có thể vượt qua. Về khía cạnh công việc, bản mệnh nên cẩn trọng hơn, vì bạn do chủ quan hay ẩu nên hay mắc phải sai sót trong công việc, dễ mâu thuẫn với cấp trên và đồng nghiệp, đắc tội với mọi người xung quanh. Bản mệnh cần phải biết kiềm chế bản tính nóng nảy của mình, trước khi nói hoặc làm gì cần phải suy tính kỹ càng, không nên đem những bức xúc trong tình cảm, cuộc sống vào công việc. Phương diện tài lộc, người tuổi Tân Hợi dễ bị trừ lương vì những sai lầm mình mắc phải trong công việc nên cuộc sống không được dư giả như mọi khi. Cần phải có kế hoạch chi tiêu hợp lý, tốt nhất là cần tiết kiệm, tránh tiêu xài cho những món đồ không cần thiết. Nguyệt lệnh lâm tuyệt mệnh cho thấy thái độ chủ quan đang gây hại cho bản mệnh, khiến công sức đổ sông, đổ bể, cho dù trước đó bạn đã nỗ lực rất nhiều. Tuy nhiên, trong tháng này việc kinh doanh ăn uống lại thuận lợi, khi đông khách bản mệnh vẫn nhớ đảm bảo vệ sinh thực phẩm, cố gắng để đồ ăn luôn tươi ngon, thu hút thêm nhiều khách hàng trung thành. 2. Tử vi tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, trong tháng 12 âm lịch. Xem tử vi tháng 12 âm lịch, anh chị tuổi Tân Hợi đón nhiều may mắn và tin vui trong tháng mới này, nhờ có cả Tam Hội và Đế Vượng che chở, vận trình thăng hoa rực rỡ, làm việc gì cũng suôn sẻ thuận lợi, mưa thuận gió hòa, chẳng điều gì có thể ngăn cản bạn tiến về phía trước và đạt được điều mình mong muốn. Tam hợp phù trợ, đem tới nhiều cơ may cho bản mệnh. Rất có thể quý nhân xuất hiện trong thời điểm này, chỉ có bạn một định hướng phát triển phù hợp. Quan hệ xã giao hài hòa cũng giúp bạn nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ của nhiều người, khiến nhiều nhiệm vụ tưởng chừng bất khả thi cũng được giải quyết thuận lợi hơn hẳn. Vận trình tài lộc của tuổi này cũng đi lên trong tháng này. Người tuổi Tân Hợi là những người nhanh nhẹn, hoạt bát, làm một ổn mười, nên dễ dàng để đạt được lợi ích mà mình mong muốn. Nhiều cơ hội phát tài, phát lộc xuất hiện trước mặt bạn, và điều mà bạn cần làm chính là nhanh tay nắm bắt thời cơ thuộc về mình. Tuy nhiên, tháng này còn có hung tinh chủ hao tài, là kiếp tài vây hãm, nên bản mệnh có khả năng hao tiền tốn của rất lớn, có thể là cho những kế hoạch mua sắm, sửa soạn cho Tết sắp đến gần. Về phương diện tình cảm của anh chị tuổi Tân Hợi cũng sáng bừng trong những cảm xúc ngọt ngào, những người đã lập gia đình được tận hưởng bầu không khí vợ chồng hòa thuận, con cái quây quần, nếu biết mở rộng mối quan hệ xã giao, những người còn độc thân dễ tìm được người phù hợp, đồng thời còn giúp ích cho cả phát triển sự nghiệp. Sức khỏe không phải là vấn đề lo lắng trong thời gian tới, khi anh chị tuổi Tân Hợi cảm thấy khá sung sức, đủ tỉnh táo để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống, cũng như công việc, thế nhưng con giáp này chớ nên chủ quan, mà lơ là việc chăm sóc cơ thể. Ngoài ra, bản mệnh cũng phải cẩn thận khi làm việc nặng, hay khi tham gia giao thông, tránh bất cẩn xảy ra thương tật trước Tết sắp đến gần nhé. Quý nhân, Tuất, Mùi, tiểu nhân, Sửu, Mão, màu sắc cát tường, nâu, trắng, con số may mắn 01, 6, 69. Thưa quý anh chị tuổi Tân Hợi 1971, cũng đã sắp bước qua năm mới 2024 rồi, và để có một năm mới thuận lợi, may mắn, quý anh chị cần chọn cho mình người hợp tuổi đến sông đất lấy may đầu năm. Người đến thăm nhà đầu tiên vào ngày mùng 1 Tết được gọi là người đến sông nhà đầu năm mới. Theo triết học Đông Phương, nếu người đến sông nhà đó tốt thì sẽ giúp tăng tài khí, may mắn cho gia chủ,
đã vượng thịnh thì càng giúp gia chủ thêm vượng thịnh hơn. Vì thế theo ông cha ta, khi chọn tuổi xông nhà, xông đất đầu năm, gia chủ tuổi Tân Hợi nên chọn người có ngũ hành, thiên can, địa chi tương sinh với tuổi Tân Hợi. Đồng thời, ngũ hành, thiên can, địa chi của năm 2024 cũng cần tương sinh với người đến xông nhà. Ngoài ra, người được chọn để xông đất đầu năm 2024 phải đáp ứng các tiêu chí, có đạo đức đường hoàng, tính tình vui vẻ, rộng rãi, nhiệt tình, mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt, đang ăn nên làm ra thì càng tốt. Chủ nhà tuổi Tân Hợi nên tránh mời những người đang có tang đến xông nhà. Nếu gia chủ có tang thì nên kiêng không đến mừng tuổi cho các gia đình khác trước sáng mùng 1, để tránh cho gia đình người đó không bị xui xẻo. Cũng như vậy, phụ nữ có thai thường kiêng không đi đâu trong những ngày đầu năm mới, vì tục ngữ có câu, sinh dữ tử lành. Nếu các tuổi xông nhà tốt cho gia chủ đầu năm 2024, tại nơi gia chủ sinh sống, không có hoặc có nhưng không thể đến xông nhà được, gia chủ có thể tìm những người có tuổi tam hợp hoặc lục hợp với tuổi với gia chủ. Các tuổi xông đất tốt với người tuổi Tân Hợi trong năm Giáp Thìn 2024 là Kỷ Dậu 1969, tốt, Kỷ Mão 1999, tốt, Canh Tý 1960, khá, Tân Mùi 1991, khá, Bính Thìn 1976, khá, Mậu Thân 1968, khá, Tân Sửu 1961, khá, Bính Tuất 1946, khá, Canh Ngọ 1990, khá, Bính Tý 1996, khá. Các tuổi xông đất xấu với người tuổi Tân Hợi trong năm Giáp Thìn 2024 là Kỷ Sửu 1949, xấu, Đinh Dậu 1957, xấu, Ất Mùi 1955, xấu, Giáp Ngọ 1954, xấu, Nhâm Dần 1962, xấu, Nhâm Tuất 1982, xấu, Đinh Mão 1987, xấu, Mậu Thìn 1988, xấu, Nhâm Thân 1992, xấu, Đinh Sửu 1997, xấu. Bản mệnh nên chọn ngày mùng 1 Tết, tốt nhất là giờ Tý, 23 giờ đến 1 giờ sáng, để xông đất đầu năm. Như đã biết, tục xông đất, xông nhà được người Việt rất coi trọng trong dịp đầu xuân năm mới. Về việc chọn ngày giờ xông đất, theo ý kiến nhiều chuyên gia, nên chọn là ngày mùng 1 Tết, tốt nhất chính là giờ Tý lúc giao thừa đón năm mới. Lý do là bởi quan niệm xưa cho rằng, thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới sẽ chiêu nạp được sinh khí tốt nhất cho cả năm. Nếu mọi việc suôn sẻ, may mắn trong ngày đầu tiên của năm mới thì cả năm sẽ thuận lợi, tốt lành. Theo lịch vạn niên 2024, ngày mùng 1 Tết năm Giáp Thìn là ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Tuy nhiên, nếu bản mệnh không lựa chọn được tuổi hợp để xông đất, xông nhà thì cũng không nên lo lắng thái quá, bởi Tết là ngày đại hỷ của cả đất nước, dân tộc, bản thân mỗi người nên hòa nhập vào niềm vui chung của đất trời, của dân tộc, không nên lo lắng thái quá hay kiêng kỵ quá đà mà làm mất giá trị truyền thống, đặc biệt là việc đi lễ chùa cầu bình an hay xông đất, xông nhà. Hơn thế, mùng 1 Tết là ngày cát, xuất hành để cầu tài lộc, may mắn, đi xông đất là nét đẹp văn hóa lâu nay của người dân Việt. Với mong muốn có một năm mới làm ăn phát đạt và gặp nhiều niềm vui, cát lành như ý. Thêm nữa, một ngày có nhiều giờ tốt, giờ xấu. Sau giao thừa Giáp Thìn là ngày mùng 1 Tết có 6 khung giờ hoàng đạo, mọi người theo đó mà chọn giờ xuất hành hay đi xông đất cho phù hợp. Các tuổi không kỵ, không hợp với giờ xuất hành, vẫn có thể xuất hành, không nhất thiết phải đợi đến giờ hợp tuổi mới xuất hành, kẻo lỡ mất việc quan trọng hay việc vui mừng. Khung giờ hoàng đạo trong ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024 gồm 23 giờ đến 1 giờ và 11 giờ đến 13 giờ. Đại an, mọi việc đều tốt lành, cầu tài đi hướng Tây Nam, nhà cửa yên lành, người xuất hành đều bình yên. 7 giờ đến 9 giờ và 19 giờ đến 21 giờ, tiểu cát, rất tốt lành, đi thường gặp may mắn, buôn bán có lời. Phụ nữ có tin mừng, người đi sắp về nhà, mọi việc đều hòa hợp, có bệnh cầu sẽ khỏi, người nhà đều mạnh khỏe. 1 giờ đến 3 giờ và 13 giờ đến 15 giờ, tốc hỷ, vui sắp tới, cầu tài đi hướng Nam, đi việc gặp gỡ các quan nhiều may mắn, chăn nuôi đều thuận lợi, người đi có tin về. Căn cứ vào đó, bạn có thể chọn các khung giờ để đi xông đất hoặc nhờ người tới xông đất nhà mình anh chị nhé. Chuyên gia phong thủy đã hướng dẫn cách xả xui cuối năm, đón cát khí cho năm mới. Thứ nhất, dùng muối đón vận may vào nhà. Muối có tính mặn, dân gian xưa hay dùng có thể xua đuổi tà ma, trừ tà, đem tới sự may mắn, bình an và năng lượng tích cực cho mọi thành viên trong gia đình. Cách xả xui bằng muối thực hiện như sau, cho muối biển vào nồi, hoặc chảo,
rồi đổ cồn xâm xấp mặt muối, châm lửa đốt và chờ cồn cháy hết thì cho phần muối được đốt cháy vào túi và mang ra ngã ba bỏ đi là xong. Lưu ý, đốt cồn muối cần đóng cửa để tránh gió thổi vào mà làm tắt, xông nhà bằng muối xong hãy mở cửa ra để ngôi nhà đón nhận những năng lượng mới, tích cực hơn. Đơn giản hơn là rác muối biển vào từng góc nhà, trước sân, trước cửa để xua đuổi tà ma và đón vận may cho mình và gia đình. Hoặc muốn kết thúc chuỗi ngày đen đủi, xui xẻo, bạn có thể cầm một nắm muối sau đó ném qua vai trái của mình. Lưu ý là phải ném qua vai trái nhé, bởi nếu lỡ ném qua vai phải thì bị cho là xui xẻo, còn tăng thêm gấp đôi nữa đấy. Theo chuyên gia phong thủy, ông bà từ xa xưa đã có câu nói, đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi, muối là muối ăn hay muối sống, và vôi là vôi sống. Theo ngày xưa, muối và vôi là hai chất để trừ tà và đem lại sự may mắn cho người dùng. Muối có thể tịnh hóa khí trường, sát khuẩn cực hữu hiệu, do đó người ta thường hay rắc muối ở từng phòng và trước cửa nhà để xua đuổi tà ma, đón vận may vào nhà. Tục sám muối còn cầu mong sự đậm đà, hòa thuận trong tình cảm gia đình, sự mặn mà trong các mối quan hệ cuộc sống. Thứ hai, dọn nhà, tạo hương thơm dễ chịu cho ngôi nhà. Một ngôi nhà bừa bộn với mùi hôi, khó chịu, tanh tưởi, ẩm mốc sẽ khiến không gian trong nhà trở nên bí bách và mang năng lượng xấu, ảnh hưởng đến sức khỏe và tài vận. Cách đơn giản bạn có thể thực hiện là dọn dẹp sạch sẽ ngôi nhà của mình. Hành động đơn giản này còn mang ý nghĩa chút bỏ những điều không may mắn, chút bỏ cái cũ để đón những nguồn sinh khí mới, năng lượng mới tích cực hơn. Có thể dùng các loại tinh dầu thiên nhiên để kích thích nguồn năng lượng tích cực trong nhà, hay dùng bột tẩy uế giúp thay đổi trường khí và mang lại cát lành may mắn cho các thành viên sống trong ngôi nhà. Hoặc dùng hoa tươi, nến thơm hay tinh dầu thơm để xua đi mùi xú uế, cải thiện không gian sống, lưu giữ hương thơm giúp ngôi nhà dễ chịu, thư thái, đổi vận đón tài lộc vào nhà. Đốt trầm là cách nhiều người dùng để loại bỏ xui xẻo, tăng cường năng lượng tích cực cho ngôi nhà, nên chọn những loại hương nồng như gỗ đàn hương, hoa nhài, tốt nhất là trầm hương để xông nhà, giúp loại bỏ những điều không may, xui xẻo, trừ tà khí và tăng cường năng lượng dương cho không gian sống. Quan trọng là chọn mua được loại trầm chuẩn, chất lượng, tránh mua loại trầm có tẩm hóa chất độc hại. Có nhiều loại trầm hương khác nhau nên cách xông trầm cũng có khác. Với trầm hương bột, cho bột trầm hương vào lò đốt trầm bằng điện để khói lan tỏa ra khắp phòng. Với nụ trầm hương, đốt nụ trầm hương trên đĩa và để khói tự lan ra. Với trầm hương mảnh, cho trầm hương vào khay đốt chuyên dụng, sau đó bê đi quanh nhà để khói trầm hương có thể lan tỏa ra khắp không gian sống. Hóa giải phong thủy phi tinh cho tuổi Tân Hợi 1971. Theo tử vi 12 con giáp cuối năm 2023, người tuổi Tân Hợi vận trình có hung có cát, tuy tài lộc được đảm bảo, đầu tư cũng dễ sinh lời, nhưng công việc có nhiều rắc rối, thậm chí còn vướng phải những chuyện thị phi, mâu thuẫn nữa, tiền bạc kiếm được nhiều nhưng lại phải tiêu tốn ngoài dự kiến, sự nghiệp thì bị tiểu nhân hãm hại, thành quả gần tới tay, còn bị nẫng tay trên, thậm chí còn có nguy cơ vướng họa thị phi, quan tụng, chuyện tình cảm cũng không được như ý, gia đạo rối ren, bản mệnh và nửa kia dễ vì mâu thuẫn mà tình cảm rạn nứt. Xem phong thủy cửu cung phi tinh 2023, tứ lục tinh chủ về công danh sự nghiệp bay vào phương Tây Nam trong nhà. Đây cũng chính là văn xương vị năm Quý Mão, mệnh chủ có thể đặt phòng làm việc hay bàn làm việc ở vị trí này trong nhà để vận trình sự nghiệp được thúc đẩy. Ngoài ra, người mệnh này có thể sử dụng một số vật phẩm phong thủy cát tường giúp ích cho con đường công danh như thuyền buồm phong thủy, tháp văn xương hay tượng voi hoàng ngọc. Ở phương vị của hỷ thần là góc chính nam trong nhà, gia chủ tuổi Tân Hợi có thể đặt tượng kỳ lân phong thủy để vượng vận quý nhân, đón cả tin vui về tình cảm và công việc. Ở góc này nên giữ cho ánh sáng chiếu rọi thường xuyên, nếu không có ánh sáng tự nhiên thì có thể bố trí lắp đèn ở đây, cũng có thể đặt một tấm thảm màu đỏ để giúp cho phong thủy thêm thuận chiều, mọi sự được hanh thông suôn sẻ. Tiếp theo là phong thủy mang lại may mắn, kích tài thu lộc về nhà cho tuổi Tân Hợi 1971. Nhất vận, nhì mệnh, tam phong thủy, tứ gia tiên, ngũ đèn sách, phong thủy có vai trò rất to lớn, tác dụng hỗ trợ, cải biến vận mệnh chủ nhân. Đầu tiên, đó là Phật bản mệnh tuổi Tân Hợi. Người sinh tuổi Tân Hợi nhận được sự phù hộ, độ trì của Phật bản mệnh A-di-đà là vị Phật xuất hiện và được tôn sùng trong tất cả nhánh của Phật giáo. Mang theo tượng Phật A-di-đà bên mình sẽ giúp mang lại may mắn, bình an, hóa giải vận hạn và nhận được sự bảo hộ của Ngài khi cầu nguyện hàng ngày. 2. Đá quý phong thủy cho người tuổi Tân Hợi 1971. Người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 có ngũ hành nạp âm là thoa xuyến kim, để kích hoạt tài vận thì nên sử dụng một số loại trang sức phong thủy màu trắng,
xám, ghi, vàng, nâu đất như vòng tay thạch anh trắng, vòng tay thạch anh khói, vòng tay đá mắt hổ tâm vàng tươi, vòng tay đá mắt hổ nâu, thạch anh trắng là loại đá quý được nhiều người biết đến và ưa chuộng. Nhờ vẻ đẹp tinh khôi của viên đá, đây là viên đá hộ mệnh tinh thần cho người chủ, giúp giảm căng thẳng, trầm uất, cải thiện sức khỏe. Ngoài ra viên đá này còn tốt cho thiền định, giúp tăng cường sự tập trung. Thạch anh khói, còn có tên khác là thạch anh ám khói, là viên đá của Phật, thường được những người hay đi xa mang theo bên mình. Thạch anh khói mang đến sự bảo vệ, bình an, giúp người đeo nó tai qua nạn khỏi. Đá mắt hổ tâm vàng tươi là loại đá quý được nhiều người yêu thích nhờ vẻ đẹp bí ẩn và mang nhiều ý nghĩa tâm linh với con người. Viên đá này là vật hộ mệnh trừ tà, mang đến bình an. Những người yếu bóng vía, khí huyết hư nhược, đeo đá này vào thì tăng cường sinh khí, kích thích lòng tin. 3. Cây phong thủy cho người tuổi Tân Hợi. Theo như phong thủy, các loại cây hợp tuổi Tân Hợi năm 1971 có thể kể tới như cây bạch mã hoàng tử, cây lan chi, cây dây nhện, cây lan ý sẽ mang tới nhiều điều như mong muốn, tài lộc và thịnh vượng. 4. Các linh vật phong thủy. Đối với nhóm các vật phẩm phong thủy cho người tuổi Tân Hợi, các linh vật phong thủy mang mức độ ảnh hưởng tương đối lớn. Những linh vật hợp với người tuổi này bao gồm Phật Tổ Như Lai, Phật Di Lặc, Tỳ Hưu, Thiềm Thử, 12 con giáp và một số linh vật khác đã được Minh Đường Tử Vi liệt kê chi tiết bên dưới. Những vật phẩm này không chỉ giúp bản mệnh tránh xa vận hạn, xua tan vận hạn mà còn mang lại cát khí dồi dào giúp sự nghiệp tăng tiến, tài lộc hanh thông, cụ thể như sau. Phật Tổ Như Lai, trong phong thủy, Phật Tổ Như Lai là biểu tượng của sự an lạc, Phật Tổ Như Lai giúp tránh khỏi sự quấy nhiễu của tà giáo, yêu ma, thông thường tượng Phật Tổ Như Lai được đặt trong phòng khách hoặc văn phòng làm việc để cầu bình an, phước lành. Phật Di Lặc, với những người thuộc tuổi Tân Hợi 1971 nên trưng bày tượng tại phòng khách, đối diện cửa chính và hướng thẳng ra sân ngoài. Vị trí này sẽ giúp gia đình bạn được hòa thuận, đoàn viên quanh năm êm ấm, hạnh phúc, đồng thời tránh được các cãi vã, tranh cãi, xung đột trong gia đình. Tỳ hưu được coi là linh vật thiêng liêng nhất trong phong thủy, chính vì vậy những tác dụng tỳ hưu mang lại cũng không hề đơn giản. Lưu ý khi lựa chọn tỳ hưu, đó là bạn nên chọn con có miệng rộng, sừng to, được quan niệm sẽ giúp mang lại nhiều tài lộc và tiền bạc cho gia đình. Tỳ hưu là linh vật không thể thiếu đối với giới doanh nhân và những người thành đạt. Chúng giúp sự nghiệp gia chủ phát triển, xua đuổi tà khí, bên cạnh đó, tăng cường sức khỏe cho các thành viên trong gia đình. Không những vậy, nếu bạn biết cách sử dụng tỳ hưu trong cuộc sống, nó có thể giúp bạn cải biến vận mệnh. Đây là kết quả đã được chứng minh theo sự hòa hợp, cân bằng các mối quan hệ ngũ hành. Thiềm thử, còn có tên gọi khác là cóc tài lộc, đây là linh vật có khả năng chiêu tài rất mạnh, với hình tượng con cóc ba chân, luôn ngậm đồng tiền trong miệng. Theo các chuyên gia trong lĩnh vực phong thủy, thiềm thử có khả năng hóa sát tiểu nhân, hút tiền tài và bảo vệ tiền bạc cho gia chủ. Nếu bạn đang gặp khó khăn khi phải đối mặt với vấn đề tài chính, hãy sử dụng cóc ngậm tiền đặt tại bàn làm việc hoặc bàn thờ thổ địa tại gia đình. Cóc tài lộc có sức mạnh ma mị, giúp bạn luôn sáng suốt khi giải quyết mọi vấn đề tài chính, tránh thất thoát tiền bạc cho gia đình bạn. Quả cầu phong thủy là vật phẩm phong thủy cho người tuổi Tân Hợi có dạng hình cầu, được tạo ra từ các loại đá quý như ngọc bích, pha lê, thạch anh hay đá mắt hổ. Quả cầu phong thủy có tác dụng mở mang đầu óc, trí tuệ, tốt cho việc học hành và giữ gìn các mối quan hệ trong cuộc sống. Vật phẩm này phù hợp với người có học vấn uyên thâm, nhằm hỗ trợ thúc đẩy sự nghiệp. Cụ thể về tác dụng quả cầu phong thủy mang lại, trước tiên là sự may mắn cho gia chủ, sự thuận lợi, thăng tiến trên con đường công danh, kìm hãm hung khí trong tâm cần giúp tạo ra sự cân bằng, tránh nóng giận làm hỏng việc lớn. Ngoài ra, nó giúp chủ nhân tránh khỏi sự bon chen, thị phi trong cuộc sống. Vật phẩm này thường được đặt tại bàn làm việc của những người lãnh đạo, phòng khách hay bàn họp. Tháp văn xương là biểu tượng có tính linh thiêng, giúp đem lại may mắn, sự thuận lợi trong học hành, công danh cho gia chủ. Vật phẩm phong thủy cho người tuổi Tân Hợi này được làm từ đa dạng các loại chất liệu như thủy tinh, đồng, đá. Đặc biệt, nếu sử dụng tháp văn xương bằng thạch anh thì công dụng sẽ rõ rệt hơn rất nhiều, bởi bản thân đá thạch anh đã có khả năng kích hoạt mạnh hơn các loại đá thông thường. Với những người sắp bước vào các kỳ thi quan trọng, hãy kết hợp sử dụng tháp văn xương để thi cử luôn thuận buồm xuôi gió, khí huyết lưu thông để có kết quả tốt nhất. Dưới đây là những lời của các cao nhân, là kết tinh trí tuệ lưu lại cho hậu thế, cũng là những ba đại kỵ trong việc nói chuyện, làm việc và làm người: kẻo lộc tổn mệnh suy, rước tai ương về nhà, mà quý bản mệnh Tân Hợi cần tránh trong giai đoạn cuối năm 2023 này. Điều cấm kỵ thứ nhất, đừng vì cái lợi trước mắt mà đánh mất chữ tín.
trọng chữ tín là một phẩm chất cao quý. Người thiếu chữ tín sẽ không có thể tạo dựng cho mình tình bạn hay bất cứ mối quan hệ bền vững nào trong cuộc sống. Sự bội tín dù có khi thu được món lợi nào đó, nhưng cái giá phải trả có khi kéo dài trong cả cuộc đời. Mất tiền còn có thể tìm lại được, nhưng mất chữ tín rất khó lấy lại được lòng tin. Giữ chữ tín là nguyên tắc hàng đầu, là chuẩn mực đạo đức trong tất cả các mối quan hệ, dù là trong gia đình hay ngoài xã hội. Không ai muốn kết giao với người bất tín. Đừng vì cái lợi trước mắt mà đánh mất chữ tín. Hãy giữ chữ tín vì đó là một tài sản vô giá. Điều cấm kỵ thứ hai, không tranh cãi. Khi gặp kiểu người ngang ngược vô lý, lùi một bước là cách để đôi bên cùng yên ổn, cũng là cách để bảo vệ bản thân. Cho dù bạn dùng lý lẽ để tranh cãi, thì cũng chỉ khiến mình phiền lòng, mất hứng. Cuối cùng kẻ đó vẫn coi trời bằng vung, thậm chí gây nên ảnh hưởng không tốt đối với cuộc sống của mình. Cổ nhân có câu, 10 người biết điều cũng không thắng nổi một kẻ ngang ngược. Bởi vậy cần gì phải tranh cãi đúng sai với kẻ ngu dốt. Khi giải thích trong tuyệt vọng sẽ khiến bạn nhận ra khoảng cách giữa người với người là gần ngay trước mắt, lại xa tận chân trời. Giữ mồm miệng, không tranh cãi hơn thua là cách bảo vệ tâm hồn mình. Người nói vô tình, người nghe có ý. Hãy tránh họa từ miệng mà ra, đừng gây chuyện thị phi. Đôi khi sự im lặng mới là thứ âm thanh có sức tấn công mạnh mẽ nhất. Người không nói sẽ dùng nhiều thời gian để suy ngẫm, để quan sát người khác hơn, có thời gian để làm việc, trở thành một người trong cuộc sáng suốt. Bởi vậy hãy khép miệng lại tu tâm, yêu thương lấy bản thân. Điều cấm kỵ thứ ba, đừng bao giờ coi thường người khác. Một câu lương thiện ấm ba đông, một lời ác lạnh sáu tháng ròng. Đời người chỉ mất 2 năm học nói, nhưng mất cả đời học cách im lặng. Một bài học làm người cần ghi nhớ, đó là học tôn trọng người khác. Biết rõ người khác nhưng không cần nói hết tật xấu của họ, không chê bai họ. Càng trưởng thành, càng nên học cách thận trọng trong lời nói và hành động, suy nghĩ nhiều lần trước khi nói. Sống ở đời, đừng bao giờ coi thường người khác. Có câu rằng, làm người nên chừa lại một lối đi, ngày sau còn dễ gặp mặt, lùi lại một bước, chừa cho đối phương một lối đi. Đó cũng chính là bậc thang giúp bạn tiến lên phía trước. Nếu như bạn có gia tài đồ sộ, một khối tài sản kếch xù, đừng khinh thường những người nghèo hơn bạn, thường xin xỏ bạn, hoặc những người sống những căn nhà mái lá đơn sơ. Nếu như bạn đã tìm được nửa kia của đời mình, đừng coi thường người đã từng yêu bạn đắm say trong quá khứ. Dù hiện giờ không còn yêu nhau nữa, nhưng vẫn còn tình bạn với nhau. Đời người ai cũng có những khi mắc sai lầm, ai cũng có những lầm lỗi. Hãy biết ơn họ nhiều hơn, nhờ có họ bạn mới trưởng thành được như ngày hôm nay. Nếu như bạn có một mái ấm gia đình hạnh phúc mỹ mãn, đừng khinh thường những người bất hạnh trong cuộc sống hôn nhân. Càng không nên thêm muối vào vết thương của người khác, bởi suy cho cùng, mỗi người đều có những sự lựa chọn riêng cho cuộc sống của chính mình. Nếu mỗi ngày bạn đều có đầy đủ cơm rau thịt cá để ăn, đừng tỏ ra chán ghét những món lẩu cay ven đường, cũng không nên cứ thấy sơn hào hải vị là chạy ngay đến. Con người sống trên đời, tốt nhất là không nên tính toán thiệt hơn. Có những lúc chịu thiệt một chút lại là phúc. Nếu cha mẹ của bạn vẫn còn khỏe mạnh, con cái đều đã xinh đẹp và trưởng thành, hãy quan tâm và lượng thứ nhiều hơn đối với những người cao tuổi không có ai chăm sóc. Quan tâm vào tuổi xế chiều, mỗi trái tim đều có một hình ảnh vấn vương. Đằng sau góc khuất của mỗi người đều có vô số những điều chua xót không thể kể xiết. Người vô gia cư ăn mặc rách rưới, vài người công nhân ngồi xổm bên đường ăn cơm hộp. Một số người chỉ dám bày hàng ra bán trên cầu vượt đi bộ khi đêm xuống. Có nhiều người dùng ánh mắt khinh thường đổ dồn về phía họ. Còn có những người đi đường thì tránh né họ. Nhưng mà bạn không hề biết rằng, những con người đang hàng ngày vất vả mưu sinh ấy, dẫu trên vai họ gánh nặng nhọc nhằn, nhưng họ vẫn luôn cố gắng sống và tồn tại trong thành phố tấp nập này, và rất có thể một ngày nào đó, họ sẽ đổi đời và tỏa sáng lung linh. Những người dân thường vất vả mưu sinh, dùng mồ hôi nước mắt khó nhọc để đổi lấy hạnh phúc thuộc về mình. Họ tuy trông nhỏ bé, nhưng cũng lại rất to lớn. Họ mang sứ mệnh tan tỏa sức sống của tuổi trẻ cho cả thành phố này. Có những người dẫu họ không có sự sáng lạng tươi đẹp của vẻ bề ngoài, nhưng trong lòng họ đều có người nhà để yêu thương chăm sóc. Đằng sau sự nỗ lực nhọc nhằn đều từng có những nỗi đau dai dẳng và bất lực. Bởi vậy, làm người đừng bao giờ coi thường người khác, cũng đừng bao giờ coi mình cao minh hơn những người khác. Người không yêu bạn, không quý bạn, cũng không có quyền đánh giá bạn, cũng không nên đi đến đâu đều tỏ thái độ vinh vang đắc ý. Làm người đừng bao giờ khinh thường người khác, coi thường người khác, kỳ thực là lúc bạn đang hạ thấp chính mình trong mắt những người xung quanh. Quý anh chị Tân Hợi thân mến, cuộc đời có biết khi nào kết thúc đâu mà người ta cứ dành những thứ ngọt ngào nhất cho giây phút sau cùng. Giống như bữa ăn thịnh soạn tiễn biệt kẻ tử tù, tại sao chúng ta không sống tử tế, sống chậm, sống đẹp, sống cân bằng, hài hòa, sống an bình hạnh phúc ngay lúc này? Tại sao chúng ta cứ sống dằn vặt vì quá khứ và kỳ vọng vào tương lai, để rồi những giây phút hạnh phúc của ngày hôm nay cứ trôi qua tuột khỏi tay?
Bạn sống bao lâu không quan trọng bằng việc bạn đã sống thực sự, sống hết mình. Khi sống hết mình, bạn sẽ thấy những suy nghĩ của mình sâu lắng, cảm xúc đong đầy, tâm hồn lắng đọng, tâm trí tĩnh lặng, và khi đó bạn sẽ nhận ra cuộc đời thật ý nghĩa, cuộc sống quanh mình trở nên nhẹ nhàng. Nếu chỉ là sống lâu nhưng cuộc sống luôn bất an, lo lắng, khổ đau thì cuộc đời của bạn đâu có tốt đẹp. Chúng ta muốn có cuộc đời hạnh phúc, hãy tự hỏi mình điều gì sẽ làm cho mình hạnh phúc, điều gì sẽ làm cho cuộc sống của mình thêm ý nghĩa. Hãy tự hỏi bản thân mình, thay vì đặt câu hỏi người khác. Cuộc sống của chúng ta đau khổ là vì nó luôn nằm trong sự giằng xé của quá khứ kéo lùi bạn lại, tương lai lôi kéo bạn đi, hiện tại neo giữ chặt bạn lại, và sự đứng yên tĩnh lặng của hiện tại mới đem lại cho bạn sự thanh thản, bình yên, lắng sâu và tận hưởng cuộc sống hạnh phúc. Chỉ có điều đa phần trong số chúng ta đều đã quên phải làm thế nào để sống tốt trong hiện tại. Đấy là nguyên do làm cho chúng ta không an yên, không hạnh phúc. Người hạnh phúc bởi là biết sống trong hiện tại. Đôi khi cuộc sống đơn giản làm cho chúng ta nhàm chán, nhưng chỉ khi đi qua sự nhàm chán của bụi bặm, ồn ào, xô bồ, thì bạn mới có tâm hồn lắng đọng mà thôi. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.